Hello, xin chào anh em, chào mỗi thân mình. Nhắc đến nước hoa clone thì ngay lập tức chúng ta nghĩ đến những cái sản phẩm có một cái giá thành khá là mềm và có một cái điểm chung đó là nó có nét tương đồng rất là lớn với những sản phẩm của những hãng nước hoa xa xỉ đó, hoặc là những cái sản phẩm nổi tiếng của các nhà nước hoa designer. Thông thường thì những cái sản phẩm clone này thì nó rất là thích hợp với các anh em sinh viên, bởi vì đang sống phụ thuộc vào cuối tháng thầy bu gửi lên, chúng ta không có dư giả quá nhiều về mặt tài chính. Do đó nước hoa clone là một cái giải pháp rất là tốt. Hoặc là các anh em nào chúng ta không phải là một cái niềm đam mê bất tận đối với mùi hương, có nghĩa là chúng ta thích những cái mùi hương của những cái hãng ví dụ như Roja hoặc là Creed đó, thế nhưng mà chúng ta chỉ cần sử dụng 2 đến 3 chai thì cái việc bỏ ra một số tiền rất là lớn để sở hữu những cái mùi hương như thế thì cũng không phải là một cái yêu cầu bắt buộc phải có. Thì lúc đấy cái giải pháp nước hoa clone nó là một cái giải pháp rất là tốt. Thì trong video của mình ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu top 10 chai nước hoa mùi clone theo quan điểm cá nhân của mình nhé. Bởi vì mình biết rằng có hàng nghìn những chai nước hoa clone đang ở trong thị trường nước hoa, cho nên là để mà nói là những chai top 10 này là chai nước hoa tốt nhất thì không phải. Mà nếu mà tốt thì chỉ là theo cái quan điểm cá nhân của mình đó. Thì ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu anh em top 10 chai nước hoa clone tốt nhất theo quan điểm của mình. Và nếu như có thể thì mình rất hy vọng các anh em hãy click vào đường link ở bên dưới để có thể ủng hộ mình một vài sản phẩm. Mình rất là cảm ơn. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng đến với chủ đề chính của video ngày hôm nay, đó là top 10 chai nước hoa clone tốt nhất theo quan điểm cá nhân của mình. Ok, let's go. Chai nước hoa đầu tiên mình muốn nói đến đây đó là một sản phẩm của nhà Giorgio Armani và nó có tên là Acqua di Giò. Nhắc đến mùi hương của nhà Giorgio Armani này thì chúng ta ngay lập tức biết đến nó là một trong những chai nước hoa mùa hè best seller. Thế nhưng nó bị một cái điểm trừ rất là đáng tiếc, đó là khả năng bám mùi của nó. Vậy chai nước hoa nào clone và nó nâng cấp được đáng kể hiệu năng của mùi? Ở đây mình giới thiệu lại cho các anh em, đó là một sản phẩm của nhà Perry Ellis 360 Red. Với cái mùi hương theo mình cảm nhận là phải đến 90% mùi hương giống với sản phẩm của nhà Giorgio Armani, và độ bám mùi được nâng cấp lên một cách đáng kể, phải gọi là đáng kể luôn ấy. Thì đây là một cái giải pháp rất là tốt cho các anh em nào yêu thích mùi hương của Acqua di Giò và chúng ta muốn một cái sản phẩm nâng cấp về độ bám tỏa mùi, thì Perry Ellis Red 360 là cái sản phẩm mình muốn giới thiệu cho các anh em. Tiếp theo nữa đó, một sản phẩm của nhà Creed trà đế hoa đấy thì mình không có, nhưng nó có tên là Creed Imperial, với một cái mùi hương rất là một chút muối, một chút fruity, rất là dễ chịu và sang trọng. Thế nhưng giá thành của chai nước hoa này là một cái vấn đề rất là lớn. Thì ở đây mình muốn giới thiệu đến cho các anh em hai chai nước hoa mà mình đang có ở đây. Chai đầu tiên đó là Love and Luck, Love and Gamble của nhà NHD đó. Và chai nước hoa thứ hai đó là một sản phẩm của nhà St. John và nó có tên là Unforgivable. Đây là hai chai nước hoa có cái nét tương đồng rất là lớn đối với Creed Imperial. Và thực sự mà nói thì mình còn cảm nhận rằng cái độ bám tỏa mùi của nó còn tốt hơn so với phiên bản gốc. Do đó nếu như các anh em nào ưa thích cái mùi hương nhẹ nhàng và rất là sang của sản phẩm của nhà Creed, và chúng ta muốn một chai nước hoa nào đó có cái nét tương đồng và hiệu năng mùi được nâng cấp lên, thì St. John Unforgivable hoặc là Love and Luck của nhà Anne Hardy là một trong những sự lựa chọn mình muốn giới thiệu đến cho các anh em. Tiếp theo nữa đó là một sản phẩm của nhà Tom Ford và nó có tên là Neri Portofino Forte hoặc là Neri Portofino, một cái mùi hương của Shopee. Khi mà chúng ta xịt mùi hương chai nước hoa này thì chúng ta ngay lập tức cảm nhận đây là một cái mùi hương xà phòng giống như mà chúng ta vừa bước ra khỏi nhà tắm. Thế nhưng như anh em đều biết, những sản phẩm của nhà Tom Ford không bao giờ là dễ dàng với mức giá khá là chát. Thì chai nước hoa nào có cái mùi hương tương đồng như thế và giá mềm hơn? Thực ra mà nói thì đây là chai nước hoa ra mắt thì kể cả trước sản phẩm của nhà Tom Ford, cho nên để gọi là clone thì cũng là hơi quá, nhưng nó có mùi hương tương đồng, đó là Thierry Mugler Cologne, cũng với mùi hương của Shopee. Các anh em nếu muốn một cái mùi sạch sẽ giống như chúng ta vừa tắm xong
nước nóng, xà bông cuộn lẫn cùng với nhau thì Thierry Mugler Cologne chính là cái mùi hương như thế. Đó là các anh em có thể tham khảo nếu như chúng ta ưa thích mùi hương của Tom Ford Neri Portofino. Tiếp theo nữa là sản phẩm của nhà Chanel mà nó có tên là Allure Homer. Nước hoa Chanel luôn luôn được đánh giá là nam tính, có một chút cổ điển và lịch lãm. Nhưng mà mặc dù là một sản phẩm đến từ một thương hiệu designer nhưng mức giá của Chanel không bao giờ là dễ dàng đó. Và đôi khi như các anh em nào ưa thích mùi hương, thật ra chai nước hoa này cũng ra mắt khá là lâu rồi. Thế nhưng nếu như các anh em nào ưa thích một cái phong cách cổ điển và chúng ta ưa thích sản phẩm của nhà Chanel và túi tiền của chúng ta lại không cho phép, thì sản phẩm nào có thể thay thế được? Ở đây mình muốn giới thiệu lên cho anh em một sản phẩm của nhà Carey Ellis mà nó có tên là M. Với cái mùi hương có cái nét tương đồng mà cá nhân mình xịt mình cảm nhận ấy, thì mình thấy là phải đến 90% là giống nhau. Thậm chí là mình còn cảm thấy nó ngậy và nó quyện hơn so với phiên bản gốc. Do đó, anh em nào ưa thích cái mùi hương cổ điển classic của Chanel Allure Homer à, thì Perry Aris M với cái mùi hương tương đồng và giá thì mềm hơn rất là nhiều, cũng là cái sự lựa chọn rất là tốt cho các anh em. Tiếp theo nữa là sản phẩm cả nhà Amart Reflection. Đây là một chai nước hoa có thể gọi là dễ ngửi nhất, một trong những chai nước hoa dễ ngửi nhất của nhà Amart, với cái mùi hương kết hợp giữa jasmine hoa nhài và một chút gỗ khá nam tính, một chút cổ điển, và giá của nó thì cũng khá là chát. Có nghĩa là mình nghĩ là mùi hương này ngoài cái vị nhài, vị gỗ còn có tí chát vì giá cao mà. Vậy chai nước hoa nào các anh em có thể mua về để sử dụng và có cái nét tương đồng với Reflection? Ở đây thì mình giới thiệu đến cho các anh em Warmer Moschino. Đây là một sản phẩm mình đánh giá nó giống vào khoảng 70%, không thể gọi là 100% nhưng cũng phải gọi là đến 70%, và mình nghĩ rằng đấy là một con số khá là cũng có thể gọi đánh giá là giống rồi với Amart Reflection, cũng một cái mùi hương kiểu dạng như sản phẩm đến từ Trung Đông này. Do đó các anh em nào nếu mà túi tiền không cho phép thì chúng ta hãy thử Warmer Moschino đó. Quên từ nãy giờ chưa đếm 10 9 8 7 6. Ở vị trí số 5 và số 4 đó là bộ đôi sản phẩm của nhà Creed, chai Creed Himalaya và Creed Original Center. Đấy là hai chai nước hoa có thể gọi là rất là phổ biến của nhà Creed. Và nếu như các anh em nào rất là muốn sở hữu bộ đôi sản phẩm đấy, thế nhưng mức giá mềm mại hơn đó, thì ở đây mình muốn giới thiệu đến cho các anh em chai nước hoa đầu tiên, đó là Pakurban Excess. Đây là chai nước hoa ra đời trước cả Creed Himalaya, do đó chính ra là Creed là sản phẩm clone của chai nước hoa này. Thế nhưng bỏ qua chai nước hoa nào là clone của chai nước hoa nào, đây là cái chai nước hoa mà có cái mùi hương tương đồng rất là lớn với Himalaya. Nên do đó các anh em nào nếu ưa thích sản phẩm này thì chúng ta có thể mua Pakurban Excess đó. Và để thay thế cho Creed Original Center thì ở đây mình có Mont Blanc Individual. Mình nhớ là có một vài video mình đã nói là chai nước hoa này có nét tương đồng với Creed Center, nên mình không cần nói nhiều là mùi hương của nó như thế nào nữa. Thế nhưng nếu như chúng ta ưa thích bộ đôi sản phẩm của nhà Creed thì hai chai nước hoa này cũng là một sự lựa chọn khá là đáng. Tiếp theo nữa ở vị trí số 3, Parfum de Mali Herod. Đây là một trong những cái mùi hương thuốc lá hay được nhắc đến nhất thì nếu mà khi mà chúng ta có một cái top 10 về mùi hương thuốc lá. Và nếu như các anh em nào thích tìm một cái mùi clone của sản phẩm của nhà Parfum de Mali thì Tobacco and Tonkabin chính là cái mùi hương mình muốn giới thiệu đến cho các anh em. Chai nước hoa này thì mình nghĩ rằng không cần phải nói quá nhiều, bởi vì là rất nhiều video mình đã nói về mùi hương của nó rồi. Thế nhưng nếu như các anh em nào thích Herod
thì sản phẩm của nhà Banana Republic chính là cái sự thay thế rất là tốt. Tiếp theo nữa lại là nhà Creed. Nhà Creed này rất là nhiều người không có chắc chắn rồi, Creed Adventures. Thì nhắc đến sản phẩm này thực sự là mình không biết phải xếp chai clone nào là tốt nhất, bởi vì nó có hàng tá đám huynh đệ đó. Bản thân phiên bản gốc Creed cũng đã gây rất là nhiều những tranh luận là nó có đáng giá tiền hay không, người thì cho là có, người thì cho là không. Do đó ở đây thì mình vẫn giới thiệu đến cho kênh em hai chai nước hoa mà mọi người có thể tham khảo. Đầu tiên đó là Afnan Supremacy. Tất nhiên thì có người khen người chê, cái chuyện là chuyện hết sức bình thường, nhưng mà mình thì mình vẫn đánh giá cao sản phẩm của nhà Afnan, bởi vì cũng có những anh em dùng và người khen là mùi ok. Thì mình nghĩ rằng không có một cái lý do gì để không cho nó vào cái list những chai nước hoa clone xuất sắc đó, trên quan điểm của mình. Đấy, anh em lại bắt bẻ mình. Và chai nữa đó là Club The New Limited Edition. Mình xin nói luôn là mình không có sản phẩm đấy nhá, không có anh em lại bảo mình hai. Nhưng mà thực sự mà nói thì khi mà mình so sánh với cái bản đời đầu ra mắt thì mình phải một cái dùng từ là ngạc nhiên, bởi vì nhà Amap người ta đã nâng cấp phiên bản limited này lên rất là tốt, gọn gàng hơn, không còn những cái giống như kiểu là thô ráp hóa học khi mà mới đầu xịt giống như phiên bản đời đầu, mà ở đây nó mềm, nó gọn gàng hơn, rất là ok. Do đó anh em nào mà ưa thích Creed Adventures thì hoặc là Amap phiên bản limited hoặc là Afnan Silver, mình nghĩ là đều hai chai đều rất là ok. Và cuối cùng ở vị trí số 1, Baccarat Rouge 540. Đây là cái mùi hương mình cảm thấy thích. Mình biết là có rất nhiều anh em ghét mùi hương này, nhưng mà mình cảm thấy thích, rất là tuyệt vời. Và chai nước hoa nào giống clone của Baccarat 540 thì mình nghĩ rằng nhà Afnan có một chai là Violet, cái gì nhá, mình không, cái tên cuối của nó hơi khó phát âm, nhưng mà nó có tên là Afnan Violet, và mình đã ngửi một lần rồi thì phải nói thật với các anh em là nó giống đến mức độ không thể tưởng tượng nổi, rất là giống với mùi hương của Baccarat Rouge 540. Do vậy nếu như các anh em nào ưa thích cái mùi ngọt hơi ẻo lả một chút, anh em nào cùng vui với mình, chúng ta hãy tìm sản phẩm của nhà Afnan Violet. Đấy là một mùi hương có nét tương đồng rất lớn với 540. Thì vừa xong, mình vừa giới thiệu đến cho các anh em top 10 chai nước hoa clone theo quan điểm của mình ấy, là rất là ok và thay thế xứng đáng những sản phẩm đắt tiền khác. Mình rất hy vọng các anh em cảm thấy thích video này, hãy like và share nếu như mọi người cảm thấy video có giá trị, và đừng quên subscribe kênh của mình nhé. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.